Hiện tại trận đấu chỉ mới xảy ra 10 phút thôi anh em, nên là chưa biết kết quả như thế nào đâu. Nhưng mà hiện tại mình thấy Vần Thắng đang trên lệch về phía Kim Ma Giáo, họ đang 30k điểm rồi, phía Tống chỉ mới 23k thôi. Ma Giáo họ đang gắt một con số điểm, đó là 7k điểm rồi, sau chỉ với 10 phút thôi. Ban hội Ma Giáo họ đã trên lệch một con số rất là cao. Ma Giáo họ đang chiếm phần ưu thế, họ tấn công dồn dập. Sau những pha tấn công thì họ đã rút về giữa danh trại chiến Hoàng Sa Lâm rồi, đứng trước cục đá cố thủ cho đội hình của mình. Chào Hoàng Xmy nha, năm hello năm trăm anh em nha anh em. Hôm nay tuy trận đấu vào hơi trễ một tí nhưng mà không sao anh em ơi, trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 5 phút thôi. Bên Ma Giáo họ đang đặt những quả bom lò hồng kích rất là nhiều xung quanh những gốc cây bên gần danh trại bên phía Tống. Ban hội ông Hưng họ đang thủ cái gốc cây thứ hai, hai bên đang giao tranh, một bên là gốc cây thứ nhất và một bên là gốc cây thứ hai, hai bên đang ùa ạt vào nhau, hai bên đang giao tranh anh em ơi, không biết bên nào sẽ giành phần thắng lợi đây. Có vẻ như ban hội Hồng Hưng họ rất là ít luôn. Ma Giáo họ tập trung rất là dày. Hồng Hưng họ đã chết đi một nửa phần đội hình của mình rồi. Ma Giáo đang cố gắng ùa vào danh trại cổng chính rồi, ùa vào cổng chính rồi. Bên Hồng Hưng thì họ rất là yếu lực, họ chỉ ra và lẻ tẻ vài ẹt thôi. Ma Giáo đi đến đâu thì Hồng Hưng lại bị dập tắt đến đó, lại bị nát hoàn toàn. Có vẻ hôm nay Ma Giáo họ đánh Thiên Tử rất là mạnh mẽ, nhưng sau những trận công thành chiến thì Ma Giáo họ rất là yếu ta, khó hiểu thiệt chứ. Thiên Tử thì đánh rất là ok, nhưng mà vào công thành chiến thì có vẻ như là xe của Ma Giáo rất ít thì phải. Sau những trận công thành chiến của những tuần trước thì theo mình theo dõi thì Ma Giáo lúc nào cũng thua công thành chiến. Hồng Hưng mà đánh công thành chiến thì đi đến đâu thì Ma Giáo lại bị hoàn toàn thua đến đó. Và ngược lại Thiên Tử thì Ma Giáo lại khác, Thiên Tử thì họ có vẻ rất là mạnh mẽ. Sau một tuần thứ hai tấn công thì Ma Giáo họ đã lui về rồi. Cảm thấy Ma Giáo họ đánh Thiên Tử rất là ok, nhưng mà đánh những trận công thành chiến thì mình cảm thấy Ma Giáo họ rất là yếu. Có vẻ theo mình nghĩ thì theo mình dự đoán đó là Ma Giáo họ yếu xe hơn Hồng Hưng thì phải. Nhưng mà vô những ạc tây đánh Thiên Tử như thế này thì họ rất là mạnh. Hiện tại điểm số bên phía Tống là 32k và phía Kim là 48k. Ma Giáo đang hơn 16k điểm, một con số điểm rất là cao. Thiên Tử họ đánh rất là tốt. Theo mình hỏi thì Thiên Tử bên Ma Giáo họ đã 10 trận thì họ đã ăn được 7 trận Thiên Tử rồi, còn 3 trận còn lại thì Hồng Hưng đã ăn được phần 3 thôi. Nói chung là 7-3 thôi. Thiên Tử thì Ma Giáo 7 và Hồng Hưng 3, cái chênh lệch rất là cao. Nhưng mà vào công thành chiến thì nó lại khác. Để mình sẽ soi vạch ban hội Ma Giáo cho anh em xem. Ma Giáo Hà Nội Sống Về Đêm là một ban chủ, một đường môn. Đây là một ban chủ của Ma Giáo, anh ta trang bị mình một set ăn ban tầm trung và hai cái nhẫn 30 và ngọc bội 19-29 và vài món phòng thủ vật lý và thời gian làm chậm 20. Đồ như thế này là quá là ok rồi anh em, đồ rất là hiếm. Hiện tại ban hội Ma Giáo họ đã núp sâu cái gốc cây thứ ba bên phe danh trại phe Kim, phe Tống chứ, sorry anh em, phe Tống. Họ đã ua vào cổng chính rồi, hai bên đang giao tranh rất là ok, rất là đông luôn. Trên bản đồ thì Hồng Hưng và Ma Giáo có vẻ rất là ngang tài ngang sức, nhưng mà có vẻ là ạc tây bên Hồng Hưng không được ok cho lắm. Ma Giáo chỉ cần đam vài đam thiên ngoại lưu tinh thôi thì bên kia đã hoàn toàn bị nát rồi.
Thiên tử thì ban hội ma giáo rất là mạnh luôn anh em ơi. Nếu anh em có xem những trận thiên tử của tuần trước hoặc là những trận công thành chiến thì ma giáo họ đánh thiên tử rất là ok. Chào Thắng Lâm nha anh em, nhấn F5 để cho nó rõ hơn nha anh em. Chào Linh Nguyễn nha. Tại vì mà một số bài nhạc mình cho xuống riêng tư á, do mình đang bị dính bản quyền á, nên hiện tại những bài nhạc mình ẩn hết rồi. Ma giáo vô địch. Ok, mình sẽ theo chân ban hội Hồng Hưng một tí anh em ơi. Ban hội Hồng Hưng họ đang cố gắng thủ ngay cửa chính của danh trại mình rất là đông. Có vẻ là toàn lực tập trung ngay cửa chính rồi. Bên ngoài là có những đường môn bom, cù bin. Họ đang đặt những quả bom lộ hồng kích thủ cái cửa chính cho mình đây. Và thiên ngoại những thiên ngoại liêu tinh, thiên nhẫn, thiên ngoại liêu tinh thả đa mặc định ra rất là nhiều. Đây là một đường môn. Anh ta vừa đứng đặt bom cho cố thủ cho đội hình phê Hồng Hưng đây. Có vẻ mỗi khi thiên tử thì mình thấy ban hội Hồng Hưng họ lúc nào cũng thua điểm thì phải, khó mà ăn được điểm của ma giáo. Có vẻ hôm nay ma giáo lại sẽ giành phần thắng thiên tử thôi. Trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 17 phút thôi, nhưng mà trên bảng xếp hạng 10 cao thủ thì đã có đến 8 người phe kim rồi, chỉ có 2 người phe tống thôi. Bên ma giáo họ đã ùa về cửa 9 giờ anh em ơi. Họ đánh ngược về cạnh chín, đánh ngược về cộng 9 giờ rồi. Hai bên đang giao tranh. Để mình xem sau cái tour này thì điểm số nó nhảy như thế nào đây. Họ đã rút về bên ngoài rồi. Hello Lâm Trần nha. Ok, hello bạn. Anh em đang xem thì đừng quên để lại một like và chia sẻ ủng hộ ban hội ma giáo và Hồng Hưng ngay bây giờ nha anh em. Hồng Hưng họ đang cố gắng. Sau cái tuần rồi họ đã tấn công, họ đã cố thủ thành công thì bây giờ họ đã đẩy ra một tuần rất là mạnh. Hiện tại hai bên đang giao tranh tại giữa chiến trường Hồng Sa Lâm. Ma giáo họ đã xây tròn đội hình ra. Họ đã thủ ngay cái vách 3 giờ và trước cái vạch núi này, vạch đá này rất là đông. Không biết Hồng Hưng có đẩy được tuần này không đây. Anh em chào Lơ Bá Khá nha. Anh em hãy like và share nhiệt tình thì nó sẽ lên fan cứng nha anh em. Hello xe kéo nha. Gia Lai chào Công Tâm nha. Ok, hello bạn nha. Có vẻ như là cái tuần này tấn công lên là Hồng Hưng không được thành công cho lắm. Ma giáo họ ùa ra một cái là Hồng Hưng lại bị chết đi một nửa đội hình rồi. Hồng Hưng họ đang thủ ngay góc cây thứ hai. Anh em hãy like và chia sẻ nhiệt tình giùm nha anh em. Hãy ủng hộ và Lâm Dí VN bằng một like và một chia sẻ ngay và liền nha anh em. Chào Hồ Thắng nha. Có vẻ như là điểm số như thế nào đây. Ma giáo càng đánh thì càng thắng anh em ơi. Ma giáo càng đánh thì lại càng thắng. Rất là ok. Để mình soi vạch ban hội ma giáo nữa cho anh em xem. Đây là Tấn Chọc, không biết có tham gia trong trận thiên tử hôm nay không. Không có, mình không thấy chỗ này rồi. Đây là Lê Giang, một thiên nhẫn, trưởng lão của ban hội ma giáo. Đang chuẩn bị cho mình một set ăn ban tầm trung với vài món đồ xanh thôi. Đồ khá là đẹp. À khá bảnh hả? Em khá bảnh hả? Ok. Chào anh quý đẹp trai nha. Ban hội ma giáo họ rất là mạnh mẽ. Họ luôn luôn tấn công dồn dập cộng 9 rồi họ đã đẩy sang cộng 9 giờ. Liên tục tấn công. Hồng Hưng rất khó mà thủ. Để mình soi tiếp bạch Hoàng Anh. Hoàng Anh là một bạch Nga My. Không tham gia rồi thì phải. Hải Rồng, Hải Rồng là một bạch thiên nhẫn nha anh em.
không có tham gia gia luôn. Mà giáo đã u vào cổng chính và họ đã xoay về cánh tay trái rồi. Họ sẽ làm gì tiếp theo đây? Họ đang tìm một góc lách cho mình chăng? Họ đang tìm một góc lách hay sao đây? Họ đang cố gắng đánh tống phó tướng anh em ơi. Tống phó tướng đang nhảy đàm. Và bên trong đó là tống thống lĩnh. Hai con này chết rồi. Rất là nhanh, rất là nhanh nhẹn. Và họ đang cố gắng đánh những nửa bờ sơ tống bên trong. Để mình xem, mình sẽ soi vài nữa cho anh em xem. Mình đang theo chân ban hội ma giáo một tí nha anh em. Tí nữa mình sẽ theo chân ban hội Hồng Hưng nha. Đây là đại sói vạch đường môn. Đường môn, đường môn hay võ đan này ta? Theo mình thấy như võ đan thì phải. Đường môn hay võ đan đây. Trang bị đồ cũng đưa mình theo sau thử. Theo sau nào. Đâu rồi, đại sói đâu? À, đại sói là một anh võ đan. Võ đan khí. Ma giáo họ đang chiếm lấy cái danh trại phê tống rồi anh em ơi. Họ đang chọn gói phê tống rồi. Phê tống chỉ có phù ra là phê tống chết thôi. Rất là khó khăn cho ban hội Hồng Hưng. Đó, thấy chưa? Ma giáo đi đến đâu là Hồng Hưng lại chết đến đó. Chào Tấn Chọc nha, chào Trần Phước Thuận Trần nha. Hello bạn, hello anh em, chào anh em nha. Anh em đang xem cái livestream thiên tử hôm nay của hai ban hội ma giáo Hồng Hưng tại server Thành Đô. Thì đừng quên đỡ lại cho mình một like và một chia sẻ ngay bây giờ nha anh em. Hãy ủng hộ Võ Lâm ZVN bằng một cách like và chia sẻ nha anh em. Đây là trưởng lão của ban hội, à đội trưởng chứ, một đặc đường môn, đội trưởng của ban hội Hồng Hưng. Anh ta có tên là Tèo Lão Tam. Đâu rồi, ban hội ma giáo đi đâu hết rồi? Ma giáo đã rút về giữa chiến trường Hoàng Sa Lâm rồi anh em. Họ đang ăn điểm nên là họ không có vội vàng gì cả. Đây là Tèo Lão Tam. Một set ăn ban tầm trung. Đi kèm cho mình 5 món phòng thủ vật lý. 4 món, 3 món chứ. Một cái đai định quốc và một bao tay định quốc. Và một cái nỏ khổng tước linh, khổng nỏ xanh, top 20, sát thương 15. Mà giáo họ đánh rất là ok. Họ đang chiến thắng điểm. Mình sẽ theo chân ban hội Hồng Hưng một tí. Các bạn hôm nay ban hội Hồng Hưng rất là khó khăn đây. Họ đánh rất là lễ tẻ. Theo mình dự đoán thì có vẻ như là ban hội Hồng Hưng những ạc tay không được không được tốt cho lắm. Bên ma giáo ạc tay rất là khủng. Mỗi bên chỉ khoảng 60 ạc thôi. Nhưng mà ma giáo đi đến đâu thì ban hội Hồng Hưng lại chết đến đó. Theo điểm số mình vừa cập nhật thì phe tống 64 điểm. Về phe kim đã được 88 điểm rồi. Họ đã hơn 24k điểm nghiêng về ban hội ma giáo. Ma giáo có vẻ họ đã hoàn toàn ăn thắng điểm trong cái trận đấu này rồi anh em ơi. Chỉ còn 36 phút nữa thôi. Trận đấu sẽ chính thức khép lại. Điểm số thì ma giáo họ đã trên 24k điểm. Một con số rất là cao. Đây là Úc, một trưởng lão của ban hội Hồng Hưng. Úc là một nga mi, một nga mi trưởng. Anh ta đã trang bị cho mình một set định quốc. Chào Nam Hồi Võ nha. Chào Trần Trúc Khương. Hiện tại server mới thì hỗ trợ thì anh em mới vào thì được hỗ trợ Nam Kim Nghiên Bảo. Sorry anh em, hỗ trợ Nam Thiên Thảo Lộ chứ. Và hiện tại bây giờ anh em muốn chơi thì anh em chỉ bỏ ra khoảng Nam Kim Nghiên Bảo thôi. Nam Kim Nghiên Bảo anh em mua Thiên Sơn Tiết Liên thì anh em đã lên được cấp 12X rồi. Thiên Sơn Tiết Liên server Thành Đô chỉ bán khoảng Nam Kim Nghiên Bảo thôi anh em. Nam Kim Nghiên Bảo ở server này thì khoảng 7 đến 80k Việt Nam đồng thôi. Và server ZVN này thì mỗi PC chúng ta chỉ có thể treo được ba hạt thôi nha anh em. Hiện tại server Thành Đô chưa có xác nhập server nào cả nha. Một server mới chỉ mới ra khoảng gần 4 tháng nha anh em. Gần 4 tháng thôi. Chưa có xác nhập server nào cả. Hiện tại server đang độc lập nha.
sáp nhập thì chỉ có mới server Tường An là được sáp nhập từ server Phượng Tường và server Lam An thôi. Tấn chọc ma giáo tập trung không có đối thủ chán quá hả? Thiên tử không đối thủ thiệt chứ. Theo mình thấy thì ma giáo đánh 5 trận thiên tử thì họ đã ăn được 4 trận rồi. Công nhận ma giáo rất là mạnh. Đây mình đang theo chân ban hội Hồng Hưng nha anh em. Mình đang theo chân ban hội Hồng Hưng nha anh em. Để mình soi một số ạc ban hội Hồng Hưng cho anh em xem. Hôm nay có vẻ ban hội Hồng Hưng rất là ít trưởng lão và ban chủ nhỉ. Đây là ban chủ của ban hội Hồng Hưng. Một kho điển, một ạc thiên nhẫn. Anh ta trang bị cho mình một set an bang tầm trung với một số đồ xanh. Úc là một ạc nghe mây trưởng rồi. Sam là hôm nay Sam cũng không có xăm già. Đó là ban chủ đang cố gắng tìm đường thoát cho bà hội của mình. Anh ta đang chạy tìm cái lối thoát đây. Chết rồi. Rất là khó. Khi một ạc thiên nhẫn thiên ngoại lưu tinh thì gặp ngay mây trưởng thì chỉ cần trưởng 3-4 đam là thiên nhẫn đã nằm xuống rồi. Phía bên ban hội Hồng Hưng bây giờ họ đánh rất là lẹ tẻ. Mình sẽ quay về danh trại phía bên Hồng Hưng sẽ như thế nào đây. Bên ngoài này thì ban hội Hồng Hưng họ anh em đang đánh một cách lối đánh rất là lẻ. Mỗi anh em di chuyển rất là lẻ tẻ. Đây rồi. Họ đang cố gắng tập trung ở danh trại rất là đông đây. Hai bên đang giao tranh tại danh trại phía tống. Rất là khó khăn cho ban hội Hồng Hưng. Rất là khó khăn. Trận đấu chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi anh em. Theo cái điểm số thì có vẻ như là ban hội ma giáo họ rất là trên. Theo mình dự đoán thì hình như ban hội ma giáo họ đã hơn 30k điểm rồi. Họ đã hơn ban hội Hồng Hưng 30k điểm rồi. Rất là khó khăn để ban hội Hồng Hưng giành chiến thắng ở trận thiên tử này. Theo điểm số mình vừa cập nhật đó là phe tống 82k điểm và phe kim 103k điểm. Phe ban hội ma giáo họ đã trên nhau 21k điểm. Một con số điểm rất là cao. Ma giáo họ đang bây giờ rất là đang cố gắng tập trung ngay tống nghiêng xoáy của mình. Chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi, đại nghiêng xoáy về tống sẽ xuất hiện. Họ đã di chuyển về cửa 9 giờ rồi. Tuần trước theo mình dự đoán đó là như tuần trước là ban hội Hồng Hưng. Tuần trước ban hội Hồng Hưng họ đã chiến thắng thiên tử. Nhưng mà tuần này theo số điểm này thì có vẻ là thiên tử hôm nay đã có vẻ là đã nhường lại cho ban hội ma giáo rồi. Họ đang thua một số điểm rất là cao, 22k điểm rồi. 83 và 105k điểm. Một con số là 22k điểm rồi. Đang thua ban hội ma giáo 22k điểm. Không biết sau những giây phút cuối cùng họ có ăn được điểm lại hay không đây. Một con điểm rất là cao, 83 và 105. Ban hội ma giáo họ đã ua vào cổng chính rất là đông anh em ơi. Có vẻ họ sẽ tấn công một tour này nữa. Đang tập trung cửa chính rất là đông.
hai bên đang tha những đòn đam định ra rất là dày. Hồng Hưng họ đã cố gắng đam những đòn đam Thiên Ngồi Lục Tinh và Phi Long Tà Thiên ra đây, và những đòn đam loạn hồng kích, nhưng mà có vẻ ban hội Hồng Hưng họ đã không di chuyển vào bên trong, họ đã di chuyển về bên ngoài rồi. Tám tư k và 106k, một điểm số rất là cao. Bạn hội Hồng Hưng họ đã di chuyển về cửa 9 giờ. Họ đang di chuyển xoay trái xoay phải liên tục. Để xem thử ban hội Ma Giáp sẽ di chuyển vào cổng nào đây. Họ đang di chuyển liên tục, cửa 9 giờ và cửa cổng chính thì họ di chuyển liên tục anh em ơi. Hồng Hưng họ đang rất là thu điểm nên là họ chỉ thủ thôi. Điểm số đang cập nhật đó là 86k điểm và 108k điểm. Vẫn đang trên nhau 22k điểm. Ban hội Ma Giáo đã quyết định tấn công vào cửa 9 giờ anh em ơi. Đang đoàn đam mặc định từ hai bên rất là đông. Thiên Ngoại Lưu Tinh thì thả ra rất là nhiều luôn. Và những đoàn huyền âm chạm của ban hội Ma Giáo chỉ có khoảng 3-4 anh thiếu lâm đang mặc định về phía trước. Thiên Ngoại Lưu Tinh thì hai bên thả những đòn đam mặc định 52 rất là dài, rất là cao. Anh em nhìn cho mặt bản đồ thấy không? Toàn là Thiên Ngoại Lưu Tinh thôi. Rất là đẹp. Và những đam huyền âm chạm của Thiếu Lâm. Và những đòn đam âm phong thực cốt. Không biết ban hội nào đây. Âm phong thực cốt đang đam tới nhưng mà rất là thấp, không được như Thiên Ngoại Lưu Tinh. Họ chỉ đam mặc định thôi, họ đã rút về rồi. Chỉ đam mặc định thôi, đã rút về rồi. Không có thiệt hại bên nào cả. Hồng Hưng họ đã di chuyển về cửa chính rất là đông. Theo như bảng xếp hạng 10 cao thủ trên bảng xếp hạng. Ở đây rồi. Ma Giáo họ đã u vào rất là đông mà đau hết rồi. Sao chỉ khoảng 50 ạc thế này. Đã rồi. Bên trong đang bị kẹp giò. Khoảng 20 ạc thôi. Ma Giáo họ đang bị kẹp giò anh em ơi. Nghiên sói phi tống đã xuất hiện. À, Ma Giáo họ đã vừa vào tấn công tuần đầu tiên. Thì nghiên sói phi tống đã mất đi khoảng 10% máu rồi. Nghiên sói phi tống đã mất đi 10% máu rồi anh em thấy chưa? Nếu mà tình hình như thế này thì ban hội Hồng Hưng sẽ thua điểm 100% thôi. Hồng Hưng đang di chuyển về góc cây thứ hai. Hồng Hưng đang tìm một cái lối đánh khác hay sao đây? Hiện tại trên bảng xếp hạng 10 cao thủ thì đó là Hà Nội Sống Về Đêm thuộc bên Phía Kim. Và thứ hai đó là Đơ Ca Lạnh Phía Tống. Thứ ba Phía Kim đó là Hắc Từ Yến Thanh. Và thứ tư đó là Phía Tống Cá Mập. Tiếp tục Phía Tống đó là số 1. Tiếp tục Kim đó là Cậu Chí. Và Phía Tống đó là Cú Bim. Tiếp tục ba người Phía Kim đó là Thành Ngáo và Hân và Cậu Úc. Theo trên bảng xếp hạng thì Phía Kim đã có khoảng 7 cao thủ nằm trên bảng xếp hạng rồi. Phía Tống chỉ có 4, có 3 người thôi. Không biết bên phe Hồng Hưng họ đang đánh cái chiến thuật nào đây. Chắc chắn họ đang thu điểm rồi. Bây giờ họ me nghiêng xoáy Phía Kim tranh. Đang mê tấn công nghiêng sói Phía Kim hay sao đây?
Bên ma giáo họ xây trái xây phải liên tục. Đội hình của ma giáo đi rất là ổn định, đi rất là dính vào nhau, tạo thành một khối rất là mạnh mẽ. Bên Hồng Hưng thì họ đang di chuyển liên tục để tìm một cái lối đánh cho phe mình. Đây là đường môn Cubin nằm trên bảng xếp hạng. Một đường môn anh ta đang đặt bom. Anh em đang xem trận đấu livestream Thiên Tử hôm nay giữa Ban Hồi Ma Giáo và Huân thì đừng quên đỡ lại một like và một chia sẻ ngay bây giờ nha anh em. Hãy nhấn like và chia sẻ ủng hộ Võ Lâm GVN nha mọi người. Một Võ Lâm hoàn toàn đồ xanh. Ban Hồi Ma Giáo họ đã xây về phía tây phải ngay cái vách 3 giờ, tìm cho mình những cái đòn đa mặc định thả về Ban Hội Hồng Hưng. Ma giáo chấp 8 luôn ạ. Kèo này ma giáo quá thuận lợi rồi. Tại vì theo mình livestream thì mình thấy Ban Hội Ma Giáo đánh Thiên Tử rất là tốt. Những cái tay của họ rất là ok, rất là châu bò. Trong 5 trận Thiên Tử thì Ban Hội Ma Giáo họ đã chiếm lấy phần thắng 4 phần rồi, chỉ còn một phần về Hồng Hưng thôi. Tỷ lệ có vẻ như là rất là thấp cho Ban Hội Hồng Hưng. Trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi anh em. 20 phút nữa thôi chúng ta sẽ biết kết quả trận Thiên Tử hôm nay. Có vẻ như là Ban Hội Hồng Hưng họ rất là khó khăn trong những trận Thiên Tử như thế này. Nhưng mà đi vào những trận công thành chiến thì Hồng Hưng họ rất là mạnh. Anh em xem trên bản đồ anh em đã đủ hiểu rồi. Công thành chiến thì Ban Hội Hồng Hưng rất là mạnh mẽ. Mỗi khi công thành chiến thì họ đã chiếm cho mình khoảng 3 đến 4 thành rồi. Ma giáo thì rất là khó. Ma giáo thì mỗi trận công thành chiến thì họ chỉ chiếm được cho mình cao lắm là 1 đến 2 thành thôi. Khó khăn lắm thì họ mới chiếm lấy được 3 thành. Trong những trận công thành chiến thì Hồng Hưng họ rất là mạnh mẽ. Dàn xe của họ rất là đông thì phải. Có vẻ như là lấy thịt đè người. Nhưng mà vào những trận Thiên Tử như thế này thì Ban Hội Tây của Ban Hội Ma Giáo rất là ok. Tuy là mỗi bên 60 mấy người thôi, 68 người. Ban Hội Ma Giáo họ rất là mạnh, nên là chúng ta có vẻ đủ biết là Tây Ban Hội Ma Giáo rất là ok. Đây là một đường môn Thánh Ngáo. Ban Hội Hồng Hưng vẫn đang cố gắng đánh từng hơi thở cuối cùng. Tuy là nhận những đòn đam là họ đã chết rồi, nhưng mà họ đang rất cố gắng đánh. Chỉ giao tranh chỉ khoảng 10 đến 30 giây thôi, chỉ trong vòng 30 giây thôi là Ban Hội Hồng Hưng họ đã bị chết hoàn toàn rồi. Rất là nhanh gọn. Mà giáo Hạt Tây có vẻ Hạt Tây rất là mạnh. Chỉ gọn, nếu mà hai bên giao tranh trực tiếp với nhau thì Ban Hội Ma Giáo chỉ trong vòng 30 giây thôi thì Ban Hội Hồng Hưng đã nát hoàn toàn. Rất là nhanh gọn luôn. Để mình xem thử điểm số như thế nào rồi. Tìm tí nữa.
Bên Ma giáo họ đang rút về danh trại của mình để mua thêm máu thì phải. Hay sao đây? À, Hồng Hưng, Hồng Hưng họ đã di chuyển vào danh trại tại Nghiên Soái Phi Kim. Đúng rồi, họ đang định đánh lén Nghiên Soái Phi Kim thì phải. Mà lấy cái tô thịt bò, cái chén thịt bò nhà Quang Lì nói xay rồi bỏ ra ngoài còn ấy. Đợi đợi ông chớ mì tôm ăn. Đợi đợi ngang ngang dưới ấy. Cái tô hả? Mà giáo họ đã rút hoàn toàn về danh trại Phi Kim rồi. Chắc chắn rằng bây giờ họ sẽ cố thủ Nghiên Soái Phi Kim hay sao đây? Nghiên Soái Phi Kim đã xuất hiện rồi. Chỉ còn 18 phút nữa thôi. Anh em đang xem trận thiên tử hôm nay giữa hai văn hội Ma giáo và Hồng Hưng tại server Thành Đô, một server mới nhất của Võ Lâm GVN. Thì đừng quên đỡ lại một like và một chia sẻ ngay và liền nha anh em. Hãy ủng hộ Võ Lâm GVN một like và một chia sẻ nha anh em. Mình rất rất cảm ơn anh em. Bên ngoài này chỉ có khoảng 10 ạc Hồng Hưng thôi. Đây là Tường Vi, một ạc Võ Đan. Ma Đao Vô Tình, B-Tiger. Ma Đao Vô Tình là một thiên nhẫn. Hiện tại đồ chỉ server hoàn toàn đồ xanh thôi. Đồ rất là hiếm. Bên ban hội Hồng Hưng họ đang di chuyển vào cổng chính của Phi Kim rất là đông. Chỉ khoảng 20 quạt thôi. Nhưng mà có vẻ đã bị những quả bom lộn kích làm cho mình chết rồi. Hai bên đang solo với nhau. Cubin đường môn, anh ta đã kiếm cho mình một cái góc lách khá là tiện lợi. Đỡ ca lạnh cũng vậy. Hai anh đường môn này đang đứng một cái góc lách rất là tiện. Hồng Hưng đang ùa vào cửa chính rất là đông đó anh em, chắc chắn sẽ có một tuần tại đây. Đây là đường môn tên một cái tên bá đạo. Anh ta trang bị cho mình một set ăn ban tầm trung và vài món đồ xanh. Hồng Hưng đang ùa vào cửa chính rất là đông. Liệu ban hội Ma giáo sẽ làm gì đây? Họ sẽ thủ được hay không đây? Đây là một ạc Sam Sam, một ạc trưởng lão của ban hội Hồng Hưng. Một ạc Ngammy. Rất là khó khăn, ban hội Hồng Hưng rất khó khăn. Họ không thể vào được cửa chính. Họ chỉ vừa vào thì đã bị chết đi một nửa đội hình của mình rồi. Anh em thấy không? Hồng Hưng chỉ vừa vào thì đã chết đi một nửa đội hình của mình rồi. Rất là khó. Để mình xem điểm số sẽ như thế nào đây. Ban hội Ma giáo họ đánh những trận thiên tử rất là ok. Những ạc tay của họ rất là, gọi là phải nói là những ạc tay rất là đỉnh cấp. Có thể chúng ta có thể gọi là một ban hội chuyên ạc tây. Xe thì rất là ít nhưng mà tây rất là nhiều.
theo điểm số mình vừa cập nhật đó là phê tống, phê tống 100 máy đây. Mục tiêu rồi, chạy nhanh vậy. Phê tống 112 ca điểm và phê kia 145 ca điểm. Hiện tại phê ban hội ma giáo họ đã gắt 33 ca điểm rồi. Một con điểm số rất là cao. Hồng Hưng đã ua được danh chạy, đã ua vào được danh chạy rồi. Liệu tuần này sẽ như thế nào đây? Họ đang cố gắng đam cho nghiên sói phê kim mất đi máu nhưng mà có vẻ chưa đam được, chưa đam được nghiên sói phê kim. Họ đã bị chết đi hoàn toàn, họ đã rút về bên ngoài cửa chính rồi. Rất là khó khăn. Tay bên phê hội, bên ban hội Hồng Hưng di chuyển vào thì chưa đầy 30 giây thì ban hội ma giáo đã đánh đuổi được, rút về cổng chính hoàn toàn rồi. Rất là khó cho ban hội Hồng Hưng. Điểm số mình vừa cập nhật đó là phe tống 115 ca điểm và phe kim 150 ca. Ma giáo họ đang trên nhau 35 ca điểm rồi, một con số điểm rất là cao. Chào Thôi Trấn Huy nha, hello anh em. Anh em đang xem livestream thì đừng quên để lại và một like chia sẻ ủng hộ Bảo Lâm Dí VN nha mọi người. Hãy ủng hộ Bảo Lâm Dí VN bằng cách like và share cho mình nha anh em. Bên trong này đặt những quả bom đoạn kích rất là nhiều. Ban hội ma giáo họ đang cố gắng dụ đối phương vào bên trong. Đó anh em thấy không, những quả bom rất là đông, rất là nhiều luôn, rất là dày. Bên Hồng Hưng họ rất là khôn lanh, họ đã xây về cái cửa 9 giờ để tránh đi những quả bom loạn hồn kích. Họ đang cố gắng đam nghiền xói về kiềm danh, đang lên đam 29k. Có vẻ rất là khó. Ma giáo họ đã xây về cánh tay trái và đón nhận ban hội Hồng Hưng di chuyển vào. Chết liền. Đây là đường môn cá mập, một đường môn đồ rất là khủng tại server Thành Đô. Một đường môn rất là ok, rất đồ rất là tốt. Anh ta đã trang bị mình một set ăn băng rất là khủng luôn, giá truyền 20 và cái nỏ 30-15. Và những trang bị đồ xanh cũng khá là ok. Đồ như thế này gọi là rất là VIP rồi anh em. Mong rằng ban hội Hồng Hưng sẽ cố gắng hơn nữa. Rất là khó cho ban hội Hồng Hưng. Hai bên vẫn đang khoảng 64 người, ngang tài, ngang sức, ngang nhân lực. Nhưng mà ban hội Hồng Hưng họ có vẻ ạc tay của họ không được mạnh nên là họ tấn công vào thì họ đã bị chết rồi. Rất là nhanh. Hồng Hưng họ đang tập trung ngay cổng chính của ban hội phê kim rất là đông. Đây là một ạc cá bóng, một ạc vỏ đan, một vỏ đan khí. Hồng Hưng họ đã cố gắng di chuyển vào bên trong, cố gắng đam nghiên sói phê kim. Đang cố gắng đam nghiên sói phê kim nhưng mà rất là khó, rất là khó khăn. Họ đã cố gắng tấn công nhiều tuôn nhưng mà có vẻ rất là thất bại. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi, trận thiên tử sẽ chấm dứt. Theo mình dự đoán thì chắc chắn rằng ban hội ma giáo sẽ giành phần chiến thắng thiên tử hôm nay thôi. Hồng Hưng rất là khó. Mong rằng ban hội Hồng Hưng sẽ cố gắng hơn ở tuần sau. Chắc chắn là vậy, lại vậy rồi. Chứ theo cái kiểu như thế này thì rất là khó. Hồng Hưng họ đánh thiên tử rất là yếu, không được cho, không được mạnh mẽ cho lắm. Tuy những trận công thành chiến thì Hồng Hưng rất là mạnh. Mỗi trận công thành chiến thì ban hội Hồng Hưng ăn cho mình đã 3-4 thành rồi. Ma giáo thì chiếm được 1 thành thôi. Nhìn sơ qua như thế là anh em đã đủ hiểu rồi. Công thành chiến ban hội Hồng Hưng họ rất là mạnh mẽ. Hồng Hưng họ đang di chuyển vào cửa 9 giờ rất là đông.
Mẹ giáo họ vẫn đang cố gắng thủ nghiêng xoáy về kiềm của mình thôi. Bây giờ phần thắng đã thuộc về mẹ giáo là hoàn toàn 90% rồi. Họ không có ngại ngùng gì mà đi tấn công nữa chứ cho nó mệt cả. Họ chỉ đứng thủ một chỗ thôi. Bên ngoài này thì ban hội Hồng Hưng đang cố gắng đam những đòn đam vào nghiêng xoáy về kiềm. Nhưng mà họ rất là khó khăn. Chưa kịp vào nghiêng xoáy phía kim thì họ đã bị chết ngay cổng rồi. Thấy chưa? Chỉ còn khoảng 10 giây thôi. 10 giây thì ban hội Hồng Hưng đã bị chết rồi. Có vẻ ban hội ma giáo Bạch Tây rất là nhiều. Theo mình dự đoán là vậy. Đánh những trận đánh như thế này thì rất cần những AT. Nếu mà AT chịu khó nghe theo sói chỉ đạo thì AT sẽ rất là mạnh mẽ, mạnh hơn AT nhiều. Theo mình dự đoán thì ban hội ma giáo AT của họ phải lên đến 60 đến khoảng 100 AT. Còn bên Hồng Hưng thì có vẻ AT rất là thấp. Xe thôi thì cũng rất là yếu. Đánh như thế này nếu mà xe mà đánh với AT thì xe chỉ có thua thôi. Trận đấu của chúng ta chỉ còn khoảng 7 phút thôi. Chắc chắn rằng ban hội ma giáo sẽ giành phần chiến thắng thiên tử hôm nay thôi. Và đây là đường môn đặc tổng. Mọi đường môn cũng khá là khủng tại server Thành Đô. Anh ta đã trang bị cho mình một gia truyền 20, hai nhẫn 29 và một ngọc bội 30, đồ mắt ọt và một số đồ xanh rất là đẹp. Nón phòng thủ 19, thời gian chậm 30, đai lưng mắt ọt 80 và một đôi giày kháng hỏ 24, sinh lực rất là cao và một bao tay 17-30, phòng thủ vật lý. Hiện tại ban hội ma giáo họ đang 100% lực của mình thủ. Hoàn toàn thủ 100% nghiêng xoáy phía kim rồi. Hiện tại ban hội Hồng Hưng họ đã di chuyển vào nghiêng xoáy phía kim. Sẽ như thế nào đây? Có liệu có đam chết được nghiêng xoáy phía kim hay không đây? Hai bên đang rất là ngang tài ngang sức. Hai bên đang rất là ngang tài ngang sức luôn em ơi. Nhưng mà có vẻ như là sẽ như thế nào, anh em cùng chờ đón kết quả tiếp tục đây. Ơi, chưa đầy 30 giây thì ban hội Hồng Hưng họ đã chết hoàn toàn. Không còn một mảnh giáp nào luôn. Chết hoàn toàn rồi, chỉ còn chạy về bên ngoài, chỉ còn 3 bốn mạc thôi. Rất là khó khăn cho ban hội Hồng Hưng. Đây là Thức Ca Di, một đường môn của ban hội Hồng Hưng. Rất là khó. Phía bên Hồng Hưng thì anh em đa số là chơi xe,
nên có vẻ là xe mà đấu với Ek Tay thì xe không bằng Ek Tay rồi. Họ sẽ cố gắng tấn công thêm tuốt tiếp tục một tuần tiếp theo. Trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút thôi. Nó là khó cho bạn Hồi Hồng Hưng luôn em ơi. Chào Tiểu Màng Thầu nha. Hiện tại server mỗi tuần thu một kim nguyên bảo nha bạn. Một kim nguyên bảo vị trí khoảng 15k Việt Nam đồng nha. Mỗi tháng thì nếu mà bạn có tham gia thì chỉ tốn khoảng 60k Việt Nam đồng thôi. Hồng Hưng họ đang rất là cố gắng. Sẽ tiếp tục tuần thứ hai. Họ đang ùa vào cửa chính đây. Họ đã xây về cánh nào đây. Ùa vào thì đã bị dính những quả bom rồi. Họ đã xây về cánh phía cổng 3 giờ. Họ đang cố gắng đam nghiêng sói về kim. Rất là khó khăn. Vào được bên trong thì đơn giản, nhưng mà đam được nghiêng sói hay không mới là một vấn đề. Họ chỉ vừa vào được bên trong thôi, không có thể đam được nghiêng sói. Rất là khó. Đây là cậu Ba Duân, một bạn đang nằm trên bảng xếp hạng 10 cao thủ level cao nhất. Anh ta đang nằm top 3 server. Một set ăn bang mắt off gia truyền 30, gia truyền 20, một bao tay 19-20, nón 19-30, một cái áo 40-19 khá đẹp, đai lưng 17-30, một cái giày 17-30, một cái nỏ 39. Sát thương tuy rất là thấp nhưng mà anh ta bù lại cho mình được 17 kháng độc. Trận đấu chỉ còn khoảng 2 phút thôi anh em. Bình Mày Giáo họ chắc chắn giành lái phần thắng 100% rồi. Điểm số sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ nhau khoảng 30 giây nữa, trận đấu sẽ chính thức ghép lại. Duy Khải bro. Hello anh em. Tuần này có vẻ là tuần cuối cùng rồi. Rồi trận đấu đã kết thúc. Đây là 20 cao thủ. Đây là 20 cao thủ nằm trên bảng vàng xếp hạng đây. Và điểm số theo mình cập nhật đó là Phê Tống. Phê Tống được bao nhiêu điểm đây? Phê Tống 138 cao điểm và Phê Kim 204, một điểm số chênh lệch rất là cao, khoảng 60 mấy ca điểm rồi, có vẻ là như hơn 60 ca điểm. Phần thắng thuộc về Phe Ban Hội Ma Giáo nha anh em. Anh em để ý này, tuy là Ban Hội Ma Giáo họ đánh công thành chiến không được ok cho lắm, nhưng mà vào những trận đánh thiên tử là muốn quyết định được ban hội nào là mạnh mẽ và ban hội nào là chuyên ạc tây. Theo mình dự đoán là Ban Hội Ma Giáo ạc tây của họ rất là đông, đánh thiên tử rất là ok. Đánh 5 trận thì anh đã ăn được 4 trận rồi. Phần thắng thì tỷ lệ rất là cao. Ban Hội Hồng Hưng là tuy là hôm nay thất bại, nhưng mà mong rằng Ban Hội Hồng Hưng sẽ cố gắng tuyển cho mình những ạc tây rất là ok để tham gia đánh những trận đấu
đánh những trận đánh thiên tự ở những trận đấu tiếp theo nha anh em. Còn Hồng Hưng thì họ đánh Công Thành Chiến thì khỏi phải bàn rồi, rất là ok. Đánh mỗi khi Công Thành Chiến thì họ đã chiếm 4 đến 5 thành rồi. Chào Hà Duy nha, hello Nguyễn Trà nha. Khi nào ra server mới hả? Mình cũng không biết nữa. Theo mình dự đoán thì có vẻ là trước Tết thôi. Mình dự đoán nha, chứ mình không biết chắc chắn đâu. Mình dự đoán là có vẻ trước Tết sẽ ra server mới, hoặc là sau Tết. Bây giờ cũng không còn gì hơn. Bye bye mọi người nha anh em. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình nha. Mình sẽ tạm dừng cái livestream tại đây. Và mong rằng ban hội Hồng Hưng sẽ cố gắng hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo nha anh em. Và xin chúc mừng ban hội Ma Giáo đã giành phần chiến thắng hôm nay. Và không còn gì, xin bye bye mọi người nha. Chào tạm biệt tất cả anh em nha anh em. Và đây là top 20 cao thủ đang nằm trên bảng xếp hạng 20 cao thủ đây. Hà Nội Sống Về Đêm, DK Lạnh, Hắc Tờ Yến Thanh, Thành Ngáo và Cậu Chí và Cậu Hà số 1 và Cá Mập A Ách Lan 99, Đặc Tổng, Gia Đình Anh Nghĩa, Cậu Úc, Hân và Xe Cầu Huy Cubin, Đặc 19, Chuyên Đi Phá, Big Girl Lee Giang, Một Sấy Tóc Váy. Đây là 20 cao thủ đứng top ở trận thiên tự hôm nay. Và cũng không còn gì hơn, xin bye bye anh em nha anh em. Hẹn anh em thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần này sẽ có một trận Sandbox và Chiến Long Động nha anh em. Và thứ sáu hàng tuần và thứ tư, và tiếp tục thứ sáu là sẽ có trận Công Thành Chiến nha anh em. Và ok, xin bye bye nha anh em nha. Bye bye mọi người. Hẹn em vào thứ tư, thứ sáu tuần tiếp theo tuần này nha anh em.